Lễ hội Vu Lan đã đến rồi. Lòng người hiếu tử vẫn đầy vơi. Nhớ ơn cha mẹ như trời biển, đền đáp ân sâu đến trọn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Hiền Liên Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Cứ mỗi độ nhìn lá vàng rơi lác đác, gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi đưa, những áng mây cô đơn bay về chân trời vô định. Đó là lúc báo hiệu cho chúng ta biết mùa Vu Lan đã về. Lòng bồi hồi xao xuyến nghĩ đến mẹ cha, hai vai con mang nặng từ vô lượng kiếp rồi. Ơn cha và nghĩa mẹ lặng hụp biển luân hồi. Thật vậy, chúng ta vẫn biết sinh ký tử quy, có hợp rồi tan định lực ngàn thú ấy, nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy đó hoa trắng được cài lên vai áo cho những người con mất mẹ. Là màu trắng tang thương, màu hoa buồn tủi, màu cô đơn da diết nhớ mẹ. Rồi những vong linh, những người đã khuất, ở nơi nào bên kia thế giới, có được thảnh thơi chăng, hay bị đọa đày trong cảnh khổ lao lung? Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên, ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền. Chiếc nhạn tung trời theo biển gió, mùa thu mang nặng nỗi chung chuyên. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, với cùng nhịp mõ hồi chuông, lời kinh nguyện cầu nói lên nỗi lòng con trẻ, với ý nguyện thiết tha xin gửi về mẹ, mẹ kính yêu. Thưa mẹ, đã bao lần con muốn nói với mẹ rằng con yêu thương và kính trọng mẹ biết nhường nào, nhưng chẳng bao giờ con tìm được cách thổ lộ hết lòng mình. Mẹ ơi, món quà này con gửi đến mẹ thật nhỏ nhoi, thật giản dị, chẳng bao giờ sánh được với món quà đẹp nhất trên đời mà cha và mẹ đã tặng cho con. Đó là cuộc sống và tình yêu bao la mà cha mẹ đã đặt vào trái tim và tâm hồn con. Con cứ muốn ngân mãi lời hát lòng mẹ và ơn nghĩa sinh thành để gửi đến mẹ, đến cha, đến những ai đã nuôi lớn trái tim và tâm hồn con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời đầu tiên, cho phép con xin được thay lời cho các nghệ sĩ, các ca sĩ đến từ quê hương Kim Sơn Ninh Bình. Xin gửi tới chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị đại biểu khách quý, lời cầu chúc an lành và lời chào trân trọng nhất. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, tiết trời tháng 7 Vu Lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn vương, quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền. Vâng, cứ mỗi độ Vu Lan trở về là hình ảnh thân thương của cha mẹ lại sáng ngời trong tâm hồn chúng con hơn bao giờ hết. Bằng tất cả tấm lòng hiếu kính của người con Phật, hôm nay nhà chùa Đồng Dược
xã Tân Thành, dạ vâng, Sơn Thành long trọng tổ chức đêm văn nghệ chào mừng đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh, và cũng rất vinh dự cho các Phật tử, các nghệ sĩ chúng con ngày hôm nay trở về đây sẽ có một số tiết mục văn nghệ chọn lọc xin được gửi tới chương trình những lời ca tiếng hát mừng đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh, nhằm dâng lên những lời ca tiếng hát ngợi ca cúng dường về cha mẹ với những tình cảm chân thành, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những phút giây lắng đọng, những cảm xúc dạt dào về hình bóng cha mẹ mãi là biểu tượng sáng ngời trong tâm hồn của người con hiếu hạnh. Nam mô Đại Hiếu Mục Quật Kiền Liên Bồ Tát. Và sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là bài hát Mẹ Từ Bi, sáng tác của nhạc sĩ Trúc Linh, do ca sĩ Út Huyền Trang trình bày. Xin đạo trang dạ. Xin đạo tràng dành một tràng vào tay thật nồng nhiệt ạ. Thiên đường. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh với bài hát Thỏa Đối Đợi Chờ qua phần thể hiện của ca sĩ Xuân Tiến. Về
quê thăm nơi xuân về, vào nhà chùa cung kính dâng hương, cầu là con đi nguyện thôi. Dưới mái chùa quên đi bóng dáng những hêu thua, tiếng kinh câu kệ hòa âm điệu, Đức Phật mỉm cười ai thấy chưa, xin chắp hai tay trước Phật đài, bụi trần buông thỏa khỏi đôi vai, nghe sao thanh thản bình yên quá, hết tiếng sầu thương tiếng thở dài. Và tiếp theo chương trình xin mời đạo tràng chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát Đi Tu qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Tươi. Xin đạo tràng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Dìu dắt những học Phật tử theo đạo chính pháp
và ca sĩ Hồng Tươi đã truyền tải bài hát Đi Tu tới tất cả quý vị. Xin quý vị dành cho ca sĩ Hồng Tươi một tràng pháo tay thật đồng nhiệt hơn nữa. Và ngày hôm nay là ngày tưởng nhớ Vu Lan kỷ niệm cha, thì cho phép Tân Thường xin được thay lời cho tất cả các anh em nghệ sĩ ngày hôm nay xin được gửi tới bài hát Vu Lan tỉnh mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân Tiến qua bài hát Dân Tổ. Xin đạo tràng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Yeah.
biệt là ngày hôm nay là ngày ca ngợi tưởng niệm về hai đấng sinh thành cha và mẹ. Ngoài những ca khúc cha về mẹ thì chúng ta lại còn có những ca khúc để ca ngợi lên những người thầy cao cả, những đức chí tôn cao cả đã hy sinh cả cuộc đời mình, đã xa mẹ lìa cha để bước theo con đường chánh pháp. Để ngày hôm nay có một đạo tràng rất là trang nghiêm như ngày hôm nay thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là sự hy sinh mất mát lớn lao của cuộc đời, và đặc biệt là thầy đấy ạ, chúng ta dành cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Và sẽ có một ca khúc để viết về những người thầy cao cả. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức bài hát Thầy Tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới tất cả quý vị qua ca khúc Thầy Tôi và quay trở lại với chương trình, cho phép MC Đường Trường và ca sĩ Út Huyền Trang sẽ gửi tặng tới tất cả quý vị đã có mặt tại đại hội tràng ngày hôm nay ca khúc Phật Là Ánh Từ Quang. Thank you.
Thank you.
Oh,
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức qua làn điệu hát chèo với bài Vu Lan Tưởng Nhớ Mẹ Cha với phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Anh. Xin quý vị cùng thưởng thức. Tình cha nghĩa mẹ
tân ly trà thêm ly rượu lên nến hương ấy ám thắp nén ly nhang trầm nghe lòng nghề sao bâng khuâng xa cách bao nhiêu năm cha mẹ bỏ dương chân đi biệt về xa xăm cho con tưởng ấm thầm
đưa theo bên sông mê lúa reo nơi lý chia xanh trăm ngà soi bóng lễ hội mừng vui sơ canh dài vang thiên hát cung hỏi ai không thấy lòng xôn xao nhớ về xa xưa cái thuở tan đâu như bao bạn bè không biết nghe bởi vì trường duyên thật là lối lờ với bạn cầm bạn theo biết bao điều thanh cao điều chèo quê tôi bay bồng tuyệt vời thêm mê vui lòng người cha ông đã vun trồng những lúa xanh trên đê đông hòa lòng mong mỏi của quê hương Ninh Bình gửi chào nhằm ngày 9 tháng 7 năm Bính Thân, chùa Đầu Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chúng minh và gia trì cho buổi lễ. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý Phật tử khởi thân đứng dậy chắp tay trang nghiêm để cung đón chư tôn thiền đức quang lâm. Trên bàn chứng minh tối cao chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Đức Lợi, đại đức Thích Minh Phúc, đại đức Thích Minh Thiền, đại đức Thích Minh Bảo, đại đức Thích Trung Pháp đồng an tọa trên bàn chứng minh. Phía bên tay trái của lễ đài chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng, bên tay phải chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức ni an tọa. Về đây trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, thay lời ban tổ chức chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khởi thân
điểm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư hùng liệt sĩ vì quốc vong thân, vì nền độc lập của dân tộc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, tưởng nhớ Chư Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm lãnh đạo giáo hội qua các thời kỳ, tưởng nhớ đồng bào tử nạn, toàn thể đạo tràng hãy dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560 hôm nay.
Giờ đây dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật trong màu hình y giải thoát, chúng con vô cùng xúc động nhận thấy sự chứng minh của chư tôn thiền đức cùng bà thầy, sự hiện diện của quý đại biểu khách quý cùng quý Phật tử thiện nam tín nữ xa gần. Chúng con thành kính tình lễ chư tôn thiền đức và gửi tới lời chúc an lành tới toàn thể quý vị, chúc buổi lễ hôm nay được thành công viên mãn. Kính bạch trên 4 nghi thức hái hoa hồng gồm diễn đọc ý nghĩa hoa hồng, 1 phút mặc niệm thiêng liêng về hai đấng sinh thành, 3 cài hoa hồng, 4 dâng phẩm vật cúng dường, 5 trao quà khuyến học, 6 phát biểu của chính quyền, 7 chư tôn thiền đức ban đạo từ, 8 bế mạc và hồi hướng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh kính thưa quý hiền vị, sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm, chư đại biểu khách quý và quý Phật tử xa gần biểu thị lòng cao cả vô biên vì chúng sinh vô tận. Trong ý nghĩ duyên sinh vô tận, chủ bạn Nguyên Dung, quý ngài cùng quý đệ vị đã đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Hoan hỷ chấn tích quang lâm và tham dự buổi lễ trọng đại này. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn quý ngài cùng quý đệ vị. Về phía giáo hội, chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nho Quan. Chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Phúc, Phó Thư ký Thiên Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nho Quan. Kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Thiền, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Viễn. Chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Bảo, trụ trì chùa Cung Quế, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Trung Pháp, trụ trì chùa Phúc Lâm, tỉnh Thái Bình. Tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con còn được cung đón cô Thích Nữ Minh Ý, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Viễn. Chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của sư cô Thích Nữ Từ Ý, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Về tham dự và chứng minh buổi lễ hôm nay, chúng con còn được cung đón chư tôn thiền đức tăng ni đang trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh Ninh Bình cũng về tham dự và chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu chung. Về tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi còn được đón tiếp các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương sở tại. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Thành. Chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Trinh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Luận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Thành. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Vũ Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Sơn Thành. Tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi còn được đón tiếp các ông bà Thường trực Đảng ủy cùng các ban ngành đoàn thể xã Sơn Thành và địa phương sở tại cũng về tham dự. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị. Đặc biệt về tham dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của đông đảo quý Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại các chùa Hồng An, chùa Đồng Dược cùng toàn thể quý Phật tử trên địa bàn địa phương sở tại của chùa Đồng Dược. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị. Ta biết nẻo tu hành nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại chúng. Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, hai tỷ chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Trong ý nghĩa linh thiêng cao cả ấy, để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân sâu sắc với chư Phật đã tạo duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Tiếp theo chương trình là phần dâng hoa của các em Phật tử chùa Đồng Dược dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo. Xin trân trọng kính mời các em trong đoàn dâng hoa. Thank you.
Có những đêm trải gió chờ trời, mẹ thao thức cây thâu vì sợ, lo ta không ngon giấc. Có những ngày mưa dầm bão tố, cha lại bần thần trông già, vì sợ cho sức khỏe của ta. Ngày ta lớn khôn, cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp ta tiếp xúc với thầy với bạn, để ta có thể học hỏi được những lẽ phải điều hay từ cuộc sống, hoàn bị cho ta vốn hành trang để vững chãi bước vào đời. Bao lo lắng suy tư đã làm mái đầu xanh của cha mẹ phải thay xương trắng, những nhọc nhằn của cuộc đời đã làm quằn nặng cả hai vai. Từng trái bấp củ khoai ngày ra đi học, cầu vãn gập ghềnh mẹ dắt con đi, con lớn lên theo đuổi biết bao điều mới lạ, quên mất mẹ già tóc bạc chờ con. Rồi mai ta trưởng thành và chứng đạt, có thể tự mình dấn thân và đương đầu với cuộc sống, lại vội vàng chạy ngay vào vòng xoáy của nó, đưa mất vui đùa theo tiếng gọi của lời danh. Vậy mà ta có biết đâu, dưới mái hiên xưa cha mẹ già vẫn mỏi mòn chờ đợi. Cha nhiều đêm thức trắng ngồi không yên bởi không tin tức của ta. Mẹ tựa cửa chờ mong mắt được buồn dõi trông con từ phương trời nào vô định. Cho dù bao mùa trắng đã tròn đã khuyết, dù bao lần con nước lớn nước dòng, người vẫn ngồi trông mong, mong mỏi ngóng chờ ta theo nhịp bước thời gian. Nơi giang hồ con thiêu bạt mật thân, đã có lúc lãng quên hình bóng mẹ, quên tuổi thơ con chạy theo thỏ thẻ. Mẹ vỗ về thăm thẳm một lời ru, mắt mẹ buồn đong hết một mùa thu, lẫn vào khói của quê nghèo tần tảo, dáng mẹ gầy chất chiêu từng hạt gạo, con người lên quang gánh một đời người. Gánh con đi về phía chân trời, mẹ lặng lẽ đi về bên xóm nhỏ, biết con đi vui với đời với bạn, vẫn bao lần ra ngõ đứng chờ con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con. Con lớn lên theo tuổi bắt bao nhiêu điều mới lạ, răng ruổi tìm kiếm những niềm vui cho riêng mình, mà đã vô tình lãng quên mất mẹ. Ta thương bạn, ta yêu anh yêu chị, khi khổ đau ta nhớ mẹ hiền. Khi gai đời đấm ứa máu bàn chân, mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại, sao mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim lo âu rục rã đi tìm. Lúc đó ta mới bồi hồi chợt nhớ về cha về mẹ, như muốn tìm lại lời đồng khuyên an ủi, muốn nghe lại lời dạy bảo ôn tồn khi nghiêm khắc nhưng từ ái của cha, muốn được ngủ say trên chiếc võng đung đưa trong câu hát ru ngọt ngào và bao dung của mẹ. Và sẽ vẫn còn chiếc nôi mãi đung đưa theo không gian và thời gian, nhắc chúng ta rằng còn tìm thấy mẹ, vì tuổi dễ chiều của mẹ ngày càng thất trầm, bóng thời gian vùn vụt cứ trôi qua. Mẹ bước trầm nhưng dường như không chắc, dấu chân siêu dao đồng ngõ vô thường, con thất thỏm liễu hàng hôn thật chặt, sợ nắng chiều tan mầm khói mù sương. Một lúc nào đó, bạn hãy ngắm nhìn mẹ thật kỹ, thật lâu, nhìn vào dáng đứng, dáng ngồi, nhìn vào gương mặt khắc khổ, tảo tần nhưng luôn rạng ngời niềm tin về phía trước. Kẻo mai đây, chúng ta hối hận cũng không kịp nữa đâu, mai này chúng ta chỉ có thể tìm mẹ, nhớ mẹ trong những ký ức mà thôi. Phương trời này, con ngậm ngùi rơi lệ, đứt bù lao muôn một chả chưa xong, lá ngô ngay ở bờ sông vẫn rõ người không thấy về, xin người hãy về đây một lần về cuối thôn. Về thương lại đến sông trôi, về quần lại để một thời tắt xanh, lệ giọt quý xin để dành, rơi trên mộ mẹ như hình bóng cha. Với tay con nếu thời gian lặng lẽ trôi vào hư vô, một lệ này xin được tạ lỗi
ngày xưa con bất hiếu đã từng làm mẹ khóc như mưa, đã từng làm mẹ khổ ngày xưa, trăm vạn lầy cũng không vừa ơn mẹ. Và chúng ta cũng đừng để đến khi mẹ mất rồi chúng ta mới ân hận và nuối tiếc rằng con sống với mẹ bao năm mà lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền mua và vặt, đòi hỏi mọi chuyện gây ra biết bao rắc rối làm mẹ buồn phiền mà con không một lần biết hỏi lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Mẹ có thèm ăn không? Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Tình mẹ cha là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn. Mẹ sóng cả bạc đầu ra đôi cánh, lúc đông về cha ấp ủ cho con. Thưa mẹ, thưa cha, con đã quá thờ ơ trước ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, người suốt đời lo con tất cả. Vậy mà chưa một lần con nghĩ thường để báo ân, cho dù có đối diện với tử sanh mẹ vẫn nghĩ về con. Mẹ thương con, đây là sự thật không gì thay đổi được. Giữa cuộc đời này tất cả đều có thể thay đổi, nhưng tình mẹ dành cho con và tấm lòng của mẹ dành cho con mãi mãi không đổi thay. Mẹ nghĩa là mãi mãi, cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ chồng cài lên ngực áo nhau một đóa hồng, màu hồng của sự yêu thương như màu máu trong tim mà cha mẹ đã vắt cạn một đời hy sinh tất cả vì con yêu. Màu hồng ấy như nhắc nhở chúng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thân ân to lớn của mẹ cha mà ta phải phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn những vấn vương lo âu tảng tần suốt một đời cho ta. Từ nay mãi đến ngày sau, xin bạn hãy gìn giữ đóa hồng, đừng để nhạt phai, như gìn giữ chính tình thương của cha mẹ. Đừng bao giờ dù chỉ một lần bạn làm buồn cha mẹ. Bạn phải xem, người như đấng thiêng liêng tôn quý và hạnh phúc vì con cơ hội được phụng dưỡng kính vâng. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Thu lan đến cõi lòng con quạnh quẽ, bóng người xa thấp thoáng đâu đây. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ, mất cha, xin bạn hãy lặng lẽ cài lên ngực áo mình đóa hoa buồn trinh trắng. Trinh trắng như đời mẹ tảo tần theo gió sương, bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về mẹ cha mình những gì thiêng liêng cao cả nhất. Hãy khắc mãi trong trái tim hồng hình bóng của cha mẹ thương yêu. Tôi không khóc khi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thu lan đến bao trái tim thổn thức, thu lan về cho hoa đạo nở thơm hương. Thu lan ơi đẹp nét thật chân thường, cho nhân loại tìm về trong ánh đào. Nam mô Đại Hữu Mục Quyền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu dòng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Kính thưa cha, kính thưa mẹ, tuy chúng con đã khoác áo nâu dòng, nhưng trong lòng chúng con luôn ghi nhớ về thâm ân tình cha, tình mẹ, người đã dành trọn cuộc đời cho con trong những ngày thơ ấu. Và cho đến tận bây giờ, với chiếc áo nâu dòng giản dị thanh bần, chúng con nguyện dâng trọn cuộc đời với bao niềm hạnh phúc an vui, và mãi mãi ghi nhận trong tình thương vô biên của cha, của mẹ. Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng, hồng đỏ dâng mẹ cha để mừng Vu Lan. Hồng trắng xúc động bàng hoàng, con côi cút mẹ lại càng xót xa. Hồng hương còn mẹ mất cha, nét
bên chân mẹ lệ nhòa xót thương. Hoa hồng trắng hay đỏ đều ý nghĩa, chỉ được lòng thương xót con ta thật ý nghĩa. Còn nếu ai mất cha mất mẹ thì hãy lặng lẽ cài lên ngực nhau đóa hồng trinh trắng, đóa hồng của màu tang thương để nhớ nhung tình cha tình mẹ. Hôm nay mùa báo hiếu lại trở về, chúng con xin được mạn phép cài lên huyền y của quý ngài những đóa hồng vàng thắm. Xin mời các Phật tử trong đoàn cây hoa lên cài hoa cúng dường chư tôn hiền đức và toàn thể quý vị trong đạo tràng. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng dương hương. Dù mai này mẹ nhiên có mất đi như đó không mặt trời, như trẻ thơ không uống
Đêm đã trôi qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hiền đức trân trọng kính mời quý vị đồng an toàn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hiền đức chứng minh, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội chúng, ơn giáo dưỡng một đời lên tuệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Mẹ sinh ra ta, cha nuôi nấng ta, ân đức ấy cao vời vợi, không bút mực nào có thể diễn tả. Song ân giáo dưỡng lại càng hơn thế nữa, vì quý ngài là hàng sứ giả của Như Lai, là vị thầy hướng đạo, tỏ đường và dạy dỗ cho chúng ta những phương pháp tu hành để liệu thoát sinh tử. Trong ý nghĩa cao cả ấy, sau đây chúng con thành kính cung thỉnh sư cô Thích Nữ Nguyên Diệu cùng hàng Phật tử dâng lên lời tác bạch, dâng phẩm vật cúng dường chư tôn hiền đức trân trọng kính mời. Với chế độ chống mê tín dị đoan,
chùa bị tàn phá thì đó ngôi chùa chôn vùi trong đám cỏ hoang vu. Với tâm lòng tôn kính Tam Bảo, dân làng kẻ công người chùa tôn tạo thảo am phục vụ tín ngưỡng tâm linh, đất địa linh thiêng, Phật pháp nhiệm màu, có gia đình Phật tử đương xuân hương tham thiện mai hệ ở địa phương lập nghiệp ở Hà Nội đã phát tâm tôn tạo để Phật tử có nơi nương tựa tâm linh thật đúng, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống người của tổ tông. Con đủ duyên lành được tỉnh hội Phật giáo. Các cấp chính quyền tỉnh huyện địa phương chấp nhận cho con ở nơi này phụng sự đạo pháp với tâm nguyện dồn phải chịu nghe hàng gian khổ. Con dốc lòng vì đạo hy sinh, thế nên nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con xin tri ân chư vị hữu công. Với lòng tha thiết thành kính tăng đáo Phật lai, tăng hiện tiền như Phật tại thế, trong khung cảnh trang nghiêm giải thoát, lòng con lâng lâng một niềm giải thoát, chiêm ngưỡng y vàng áo vàng của ngài mà lòng hết mê say. Quý ngài là người thay Phật thiên nhiên chánh pháp, đưa chúng con từ bến mê về nẻo giác. Với ân đức đó, chúng con nguyện tinh tấn tu hành và học hạnh ngài đại hiếu Mục Kiền Liên. Có Phật tử phát danh Diệu Minh Tâm tên Phạm Thị Yến cùng giáo viên công ty Việt Hàn và gia đình của cụ Đinh Xuân Hương có sáng sanh chúc tịnh tài tịnh vật cúng dường lên người phương Phật và hiện tiền chư tôn đức lễ vật phi bất túc lòng thành kính hữu dư gói trọn niềm sư ông ngài điệu để hai đấng sanh thành ngưỡng dâng lên cái ngài từ đi giảm nạp cho chúng con được ân chiêm công đức. Với công đức này cầu nguyện cha mẹ hiện tại cùng chư bệnh nhân thân khỏe tâm an và cầu ông siêu dương tới phụ mẫu ra sanh thất thế phụ mẫu đẻ ông được siêu người dương được tới pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô công đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Nam mô công đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Nam mô công đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật được tên chư công đức đã từ bi thọ nhận, chúng con xin y giá phụng hành và đầu thành đảnh lễ khấn tế với ngài thân tâm thường là luôn là bóng cây đại thọ, là bậc minh sư dẫn dắt chúng con trên lộ trình tu nhân học Phật, ngưỡng bái bạch với ngài. Trong khi chúng đó chúng con rất cố gắng nhưng không tránh khỏi những điều thiếu sót, chúng con thành tâm sám hối ngưỡng mong chư tôn đức từ bi cho chúng con đây đầu đảnh lễ sám hối cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
để chia sẻ những khó khăn vất vả của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Nhân ngày đại lễ Vu Lan hôm nay, sư cô chủ trì cũng như các mạnh thường quân có những phần quà trao tặng cho các em học sinh hiếu học. Sau đây. Ra tới biển khơi, biển Nam, Phật giáo đời đời bên nhau. Về tham dự buổi lễ Vu Lan hôm nay, chúng tôi được đón tiếp diện diện của các vị đại biểu đại diện cho Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Thành. Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ông Vũ Trinh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, đại diện cho chính quyền địa phương sở tại nên có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, kính thưa các vị đại diện cho Hội Phật giáo huyện Nho Quan, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, lễ Vu Lan báo hiếu là lễ mang tính nhân văn sâu sắc, truyền tải tốt đẹp, phát huy những giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đạo hiếu trong xã hội ngày nay, sách thể hiện lấy hiếu nghĩa làm đầu, thiền tinh bản quyền, hiếu nghĩa vi cương, nghĩa làm một xã hội tốt, một quốc gia hùng cường, một thế giới an lạc và thanh bình phải được bắt đầu từ con người tốt, biết tôn trọng giá trị đạo đức, thực hành hiếu đạo. Ngay từ thuở còn nhỏ, khi được cấp sách tới trường, chúng ta đã được thầy cô dạy bảo biết thương cha kính mẹ qua câu ca dao: công cha núi Thái Sơn, nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thật không hạnh phúc nào hơn khi cha mẹ còn tại thế. Lúc còn nhỏ, cha mẹ che chở cho con sớm chiều, khi con lớn cha mẹ đã già, hình bóng thân thương ấy luôn sưởi ấm cõi lòng trong mỗi chúng ta. Đừng coi cha mẹ như gánh nặng trong gia đình, bổn phận là con phải lo tròn chữ hiếu đạo, không những lo toan về vật chất mà còn về tinh thần, để cha mẹ có cuộc sống tinh thần an lạc. Hôm nay trong buổi lễ Vu Lan hôm nay, thay mặt cho chính quyền địa phương, chúng tôi trân trọng tán dương ban tổ chức chùa Đồng Dược đã tổ chức buổi lễ long trọng này. Đây là truyền thống tốt đẹp của những người con Phật, chúng ta phải giữ gìn truyền thống này. Cho dù hôm nay có người còn cha, còn mẹ hay những người cha mẹ đã qua đời, nhưng chúng ta cảm ơn vô bờ, niềm tri ân vô hạn đối với bậc cha mẹ, tổ tiên, ân nhân của đời mình. Chúng tôi hy vọng rằng Vu Lan tháng 7 hàng năm nhắc nhở chúng ta những tâm tình thiêng liêng về đạo hiếu, chúng ta phải nâng niu tình cảm tốt đẹp này làm cho cuộc sống thêm vui, cuộc đời thêm an lạc. Xin chân thành cảm ơn Hội Phật giáo huyện Nho Quan, chùa Đồng Dược đã quan tâm tạo điều kiện dành những suất học bổng mang nhiều ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, trong việc khuyến học khuyến tài cho các em học sinh từ tiểu học cho tới trung học cơ sở thuộc hộ nghèo. Đây thực sự là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ý cử cao đẹp. Đó là sự động viên lớn lao cho các em học sinh để khơi dậy tinh thần hiếu học cho các em học sinh, tạo điều kiện cho các em nuôi dưỡng ước mơ của mình để trở thành công dân tốt, có ý thức cống hiến cho xã hội. Thay mặt cho chính quyền địa phương, cho tôi gửi lời chúc mừng tới toàn thể tăng ni Phật tử trong buổi lễ Vu Lan hôm nay an lành hạnh phúc, và mong muốn quý thầy và Phật tử của chùa phát huy giá trị đạo đức cao đẹp, sống tu tâm, thực hiện theo hiến chương của giáo hội và pháp luật của nhà nước, chúng ta góp phần xây dựng đất nước và quê hương Sơn Thành ngày một đi lên. Cuối cùng, xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại lễ Vu Lan thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông, kính chúc ông cũng như các vị lãnh đạo sức khỏe dồi dào, công tác tốt và ủng hộ nhiều hơn nữa cho Phật giáo nói chung và chùa Đồng Dược nơi đây nói riêng được ngày thêm phát triển. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên quý ngài, kính thưa quý liền vị. Tần già vỗ cánh tung bay, vang lời pháp thoại xưa nay nhiệm màu, lời vàng truyền bá đến đâu, tốt đời đẹp đạo trồng sâu căn lành. Trong không khí nghẹn ngào này, toàn thể chúng con đang ngưỡng mong về chư tôn thiền đức, những vị thầy cao cả để chuẩn bị đón nhận những lời pháp ân vi diệu.
chúng con đê đầu cung thỉnh Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan. Từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời đạo từ, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Trước khi chúng tôi có đôi lời phát biểu tới hội chúng thì xin đề nghị với tất cả các thanh thiếu niên Phật tử, chúng ta trang nghiêm đạo tràng, vì hôm nay ngồi ở đây là toàn thể là bậc cha mẹ ông bà của chúng ta, mà chúng ta là thanh thiếu niên, là những bậc con, là cháu của ông bà của cha mẹ chúng ta về dự lễ Vu Lan báo hiếu này, thì chúng ta hãy dành những cái phút giây nóng nóng để hướng về tổ tiên đã qua vãng mà ông bà cha mẹ còn hiện tại. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Minh Phúc, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Kính bạch Đại Đức Thích Minh Thiền, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Huyền Tiền. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể của xã Sơn Thành. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể đại chúng hiện diện trong buổi lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Đồng Dược hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý niệm vị, đạo Phật được truyền vào Việt Nam hơn 2000 năm lịch sử. Giáo lý của đạo Phật phù hợp với tâm tư tình cảm của con người An Nam trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì lẽ đó, đạo Phật của chúng ta tồn tại một cách khách quan trên đất nước Việt Nam hơn 2000 năm lịch sử. Có những lúc thăng trầm theo dòng thời gian biến thiên của thời đại, và cũng có lúc hưng thịnh theo sự tiến triển của đất nước. Nhưng mà dù thịnh hay suy thì đạo Phật luôn có một vị trí đứng vững vàng trong lòng dân tộc. Đối với mùa Vu Lan báo hiếu là dành cho tất cả các tầng lớp trong nhân gian. Cái ngày Phật đản có thể những người theo tôn giáo thì đi dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Đức Phật ra đời, nhưng mà cái ngày Vu Lan rằm tháng 7 xá tội vong nhân thì có thể là tất cả các tầng lớp, già trẻ, trai gái, lớn bé, giàu sang, nghèo hèn, thì chúng ta đều phải hoài niệm về cha về mẹ. Cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới rõ rạch sông, làm người có tổ có tông, suối nguồn phụ mẫu ghi lòng chớ quên. Ai cũng phải có cha và có mẹ, không ai là không có cha có mẹ. Chính vì vậy, cha mẹ đầy đủ bốn đức tính: đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đức Phật đã ban cho người cha người mẹ có bốn cái đức tính ấy. Từ là lòng lành, cha mẹ luôn hiền lành với con cái. Bi là lòng thương, cha mẹ luôn thương con. Hỷ là niềm vui của cha mẹ khi nhìn thấy con vui lớn, khôn lớn, trưởng thành, thành đạt. Xả, cha mẹ sẵn sàng bỏ qua những cái lỗi lầm cho con cái. Gia đình ta là một mái ấm gia đình, mà không có cái chỗ nào an toàn nhất bằng mái ấm gia đình của chúng ta. Dù trôi ngược về xuôi, khi chúng ta đi đâu, chúng ta làm ông gì, ông tướng, ông gì chắc nữa, thì chúng ta vẫn có một cái mái ấm gia đình. Đối với các bậc thánh,
chúng ta thấy rằng trên đất nước Việt Nam hơn 700 năm Đức Thánh Trần đến bây giờ khắp các miền, khắp các giải sơn hà đều xây dựng đền thờ Đức Thánh Trần. Đất nước có thể suy vong nhưng mà tôn giáo không bao giờ mất, đưa danh nhân vào trong nơi thờ tự không bao giờ mất. Và những năm tháng gần đây, các nơi xây đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào trong các ngôi đền chùa để thờ thì không bao giờ mất danh nhân. Rồi tinh thần của đạo Phật Vu Lan là tinh thần Vu Lan Bồn, là tinh thần báo ân, trước tiên là tri ân, niệm ân và báo ân. Tri ân là biết ân. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tới các vị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho sư cô có một cuộc sống thanh đạm tại ngôi chùa Đồng Dược này để tu hành ngày hai bữa, tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho quốc thái dân an, trong đó có dân làng chúng ta. Và đặc biệt cảm ơn cái sự giúp đỡ chân tình từ tinh thần đến vật chất của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, con em quê hương Sơn Thành tha phương cầu thực sinh sống làm ăn công tác ở mọi miền của Tổ quốc, luôn hướng về quê hương để xây dựng các công trình tâm linh, để cho địa phương chúng ta có những công trình tâm linh lưu lại lâu dài mãi mãi về sau cho con em của chúng ta. Nguyện cầu mười phương Tam Bảo, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng gia hộ cho tất cả các vị tăng ni cùng với tất cả các vị đại biểu và Phật tử khỏe mạnh, an vui trong cuộc sống hiện tại và trọn niềm báo hiếu với hai đấng sinh thành. Nếu cha mẹ chúng ta còn, chúng ta hãy làm tất cả những điều gì tốt đẹp nhất dành cho cha mẹ chúng ta, một hành động, một lời nói, một suy nghĩ, không để cho cha mẹ chúng ta phiền. Nếu cha mẹ chúng ta mất rồi, bằng các hành động thiết thực, cúng dường, bố thí, phóng sinh, đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ quá vãng, cửu hiền thất tổ được sinh về thế giới an này. Nam mô A Di Đà Phật. Một đời vì pháp độ sinh, quyết noi theo tấm gương lành Phật trao, cho đời vơi nỗi sầu đau, khuôn vàng thước ngọc thâm sâu lý huyền. Chúng con thành kính tri ân những lời pháp nhũ mà thượng tọa vừa ban trao. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý ngài pháp thể kinh an vệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành, mãi là bóng đại thọ để hàng đệ tử chúng con nương theo tu tập. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý Phật tử, lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560 dương lịch 2016 tại chùa Đồng Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hôm nay đến đây đã được thành công viên mãn. Trong không khí ấm áp nghĩa tình cha mẹ, chúng con thành kính tri ân công đức của chư tôn thiền đức đã quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ. Kính chúc quý ngài Bồ Đề quả mãn Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành để chúng con noi theo tu tập. Chân thành gửi tới chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý Phật tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự che chở của Tam Bảo và tình yêu thương của cha của mẹ. Và giờ này thay lời ban tổ chức, chúng con đưa đầu đỉnh lễ cung thỉnh chư tôn thiền đức trân trọng kính mời quý vị đồng khởi thân làm lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật.